Cô lành bún bò nhanh tay cuộm 200 triệu đồng trong buổi thẩm định nhà Vũ Linh lần 2. Mới đây một tài khoản Facebook đăng đoạn video cô lành bún bò cặp mắt giáo giác, tay ôm một túi sách khá to chạy phía sau cổng nhà nghệ sĩ Vũ Linh để ra phía đường vắng. Rất may một người đàn ông đang tập thể dục gần đó nghi ngờ đã chi hô lực lượng chức năng và người dân đến nơi kiểm tra. Tá hỏa, phát hiện bên trong có nhiều tiền mặt đủ mệnh giá, ước tính khoảng 200 triệu. Công an đã tiến hành bắt giữ đưa về đồn để điều tra động cơ coi thường pháp luật. Sau khi xác minh với phía Hồng Loan thì được biết số tiền này là của con gái của nghệ sĩ Vũ Linh dành dụm từ việc bán hàng online mỗi đêm. Sự việc này khiến hàng trăm người theo dõi phẫn nộ, mong pháp luật xử lý cô lành cho thật nghiêm để gian đe. Trước đó, sau khi bị kiện tranh chấp di sản thừa kế của cố nghệ sĩ Vũ Linh, Hồng Loan phản tố yêu cầu nguyên đơn di rời hết tài sản ra khỏi căn nhà đã được sang tên cho cô. Lãnh đạo tòa nhân dân quận Phú nhuận, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị thụ lý yêu cầu phản tố của bà võ thị hồng loan, con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh, bà Loan là bị đơn trong vụ kiện tranh chấp thừa kế đối với di sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Nguyên đơn khởi kiện là bà võ thị hồng nhung, em gái nghệ sĩ Vũ Linh. Theo nội dung phản tố, bà Loan yêu cầu nguyên đơn và bà Lê Thị Hồng Phượng, cháu gái nghệ sĩ Vũ Linh, di rời toàn bộ tài sản ra khỏi nhà số 5 đoàn thị điểm, phường 1 quận Phú Nhuận. Hiện căn nhà này đã được sang tên cho bà Loan. Trước đó, tòa nhân dân quận Phú Nhuận đã thụ lý đơn khởi kiện của bà Nhung với bà Loan. Theo nội dung đơn, bà Nhung đề nghị tòa tuyên hủy văn bản khai nhận di sản thừa kế do bà Loan lập ngày 7 tháng 4 năm 2023 tại văn phòng công chứng đối với di sản của nghệ sĩ Vũ Linh gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 5 đoàn thị điểm, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thửa đất số 8788 tờ bản đồ số 8 phường Linh Đông thành phố Thủ Đức do Ủy ban nhân dân Thủ Đức cấp ngày 19 tháng 12 năm 98 và một chiếc ô tô. Những tài sản này đã được sang tên cho bà Loan. Bà Nhung đề nghị hủy phần cập nhật với nội dung sang tên như trên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ngoài ra bà Nhung còn yêu cầu chia thừa kế đối với hai thửa đất tại phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức cho bà và ông Võ Thành Nhiêu, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án gồm ông Võ Thành Nhiêu, em trai nghệ sĩ Vũ Linh, bà Lê Thị Hồng Phượng, cháu cố nghệ sĩ Vũ Linh và văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến. Hồng Lan gặp gỡ truyền thông sau ồn ào kiện tụng với nghệ sĩ Hồng Nhung, lý giải chuyện đề nghị bà Nhung và con gái của bà, ca sĩ Hồng Phượng dọn ra khỏi nhà, Hồng Lan nói là cực chẳng đã vì thấy họ quá vô lý khi đòi chia ngôi nhà và đất tài sản thừa kế. Chị cho biết, thông báo mẹ con Hồng Phượng trước 3 ngày, đồng thời không vứt bỏ đồ đạc của họ hay cư xử cặn tàu giáo máng như lời Hồng Phượng nói với truyền thông. Hồng Loan rút lại lời hứa bán đất, cho Hồng Phượng tiền vì thấy không còn cần thiết. Theo Hồng Loan, sau khi cùng 49 ngày cho bố hồi tháng 4, chị nói sẽ bán hai miếng đất ở Thủ Đức, chia cho con cháu trong nhà. Trong đó Hồng Loan dự tính cho Hồng Phượng một số tiền để mua nhà, xe và vốn làm ăn. Tuy nhiên, mẹ con Hồng Phượng phản đối vì hai thửa đất không thể bán do nằm trong diện quy hoạch. Thay vào đó, bà Hồng Nhung đề nghị Hồng Loan được đứng tên chung trong quyền sở hữu căn nhà ở đường đoàn thị điểm. Trước khi xích mích nổ ra, tôi vẫn cố ý để cô Sáu Hồng Nhung sống chung vì muốn gia đình sum họp. Tuy nhiên sau sự việc, tôi mời họ ra khỏi nhà để mỗi người được nguôi ngoai dần. Hồng Loan nói, theo đơn Tòa Nhân dân quận Phú Nhuận thụ lý hồi đầu tháng 6, bà Hồng Nhung đề nghị hủy văn bản khai nhận thừa kế do Hồng Loan lập. Đối với di sản của nghệ sĩ Vũ Linh, bao gồm nhà mặt tiền đường đoàn thị điểm phường một quận phú nhuận bà cũng đề nghị được chia thừa kế hai thửa đất ở thủ đức cho bà và em trai hồng phượng người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ kiện cho biết mẹ cô kiện vì bức xúc trước việc phân chia thừa kế ca sĩ cho rằng mẹ cô khó nắm phần thắng khi đi kiện dù từng được vũ linh hứa cho ngôi nhà lúc sinh thời với cô đó chỉ là câu nói thể hiện tấm lòng người cậu không phải di trúc miệng hồng phượng nói đã khuyên mẹ rút đơn kiện nhưng bà không đồng ý về hợp đồng truyền thông đám tang cậu ruột cô cho biết không thông báo cho hồng loan vì nghĩ hồng loan không dành về truyền thông hồng phượng khẳng định toàn bộ tiền nhận được đều dành cho việc cúng dỗ ma chay Nghệ sĩ Vũ Luân nộp bức di thư cố nghệ sĩ Vũ Linh trong ngày thẩm định nhà. Sáng mùng 5 tháng 12, phiên thẩm định nhà lần 2 của cố nghệ sĩ Vũ Linh đã diễn ra tại căn nhà số 26 Đoàn Thị Điểm, phường 15 quận Phú Nhuận. Tại đây cơ quan chức năng tiếp tục thẩm định lần 2 buổi làm việc của tòa án nhằm thu thập tài liệu chứng cứ cho quá trình tố tụng liên quan việc phản tố của Hồng Loan trong vụ án tranh chấp thừa kế với di sản của cố nghệ sĩ Tú Vũ Linh và nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung em gái cố nghệ sĩ. Từ sáng sớm lực lượng công an và bộ đội biên phòng đã có mặt để giữ gìn trật tự an ninh, đông đảo người Người dân từ khắp nơi kéo đến vây kín xung quanh khu vực nhà của nghệ sĩ vũ linh dù cơ quan chức năng ra sức giữ trật tự ngăn cản hành động quá khích nhưng người dân có mặt vẫn luôn miệng hô sao kê ngay khi nhìn thấy mẹ con hồng nhung xuất hiện không ít người khẳng định đến đây để ủng hộ tinh thần cho hồng loan có mặt tại buổi làm việc còn có luật sư đại diện của hai bên đại diện phát ngôn của hồng loan cho biết hôm nay không có thắng thua hôm nay chỉ là ngày thẩm định nhưng ngày mai mọi người sẽ có nhiều thông tin trong ngóng sau bao ngày tháng bí mật sẽ được bật mí mọi người muốn biết rõ sự thật thì chờ ngày mai hiện diễn biến mâu thuẫn giữa hồng loan với mẹ con Hồng Nhung tại ngôi nhà của ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng đang là tâm điểm đóng của dư luận. Những ngày vừa qua, Hồng Loan tất bật chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cho vụ kiện. Trước đó, Hồng Loan đã gửi yêu cầu phản tố lên tòa án xem xét việc di rời đồ đạc của mẹ con Hồng Nhung Hồng Phượng ra khỏi căn nhà của bố ruột, nay do gia đình cô sinh sống. Sau khi ông Hoàng Cải Lương qua đời vào tháng 3 năm 2023, nội bộ gia đình cố nghệ sĩ xảy ra mâu thuẫn xoay quanh việc tranh chấp tài sản thừa kế giữa mẹ con Hồng Nhung và con gái ruột hợp pháp duy nhất là Hồng Loan. Ngày mùng 5 tháng 6 và mùng 4 tháng 10 trước đó, nghệ sĩ Hồng Hồng Nhung đã gửi đơn yêu cầu chia thừa kế ngôi nhà của nghệ sĩ ưu Vũ Linh cho con gái mình là Hồng Phượng. Sau đó Hồng Nhung tiếp tục gửi đơn kiện để yêu cầu tòa thủy cập nhật trên giấy khai sinh đối với Hồng Loan. Bà khẳng định em trai mình không làm thủ tục làm giấy khai sinh cho Hồng Loan. Tuy nhiên đến nay ngôi nhà của cố nghệ sĩ Vũ Linh hoàn toàn không tranh chấp vì tòa án hai lần từ chối thụ lý đơn của nghệ sĩ Hồng Nhung. Đến tháng 6 năm 2023, Hồng Phượng xác nhận cô và mẹ đã dọn ra khỏi nhà của Vũ Linh. Đặc biệt trong ngày thẩm định này, nghệ sĩ Vũ Linh là anh trai nuôi của Hồng Loan cũng đã có mặt để cung cấp bức di thư của nghệ sĩ Vũ Linh trao lại cho mình. Trước sự chứng kiến của luật sư, Vũ Lân hé lộ bức di thư có phần phân chia tài sản cho Hồng Loan, làm cơ sở để tòa xem xét, xử lý phần thắng kiện thuộc về Hồng Loan được dễ dàng hơn. Hồng Phượng bị công an bắt, Hồng Loan báo án mất tiền. Hồng Phượng vừa bị công an dẫn đi vì Hồng Loan báo án mất tiền trong các sách. Từ ngày Hồng Phượng quay lại nhà dọn đồ đi, Hồng Loan không để ý. Sơ hở, Hồng Phượng ra tay trộm tiền. Hồng Loan đến nay mới kiểm tra các sách của bà thì phát hiện mất rất nhiều tiền. Xem camera trích xuất, Hồng Loan bàn hoàng phát hiện số tiền đó bị Hồng Phượng lấy mất. Rất tức giận trước hành vi quá xấu xa của Hồng Phượng, Hồng Loan đến trụ sở công an gần nhất để báo án. Nhận tin báo công an đến tận nhà đưa Phượng về tra khảo, lấy lời khai thì rất chối, không biết khoản tiền gì hết, chỉ tới nhà lấy đồ của mình rồi đi. Sau một hồi chối cãi, công an đưa đoạn camera cho Hồng Phượng xem, cô thẩn thờ vì không nghĩ lại có camera. Vừa qua, lực lượng chức năng tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ yêu cầu phản tố của bà Võ Thị Hồng Loan, con gái nghệ sĩ Vũ Linh tại ngôi nhà ở số 5 đoàn thị điểm phường 1 quận Phú Nhuận. Đây là địa chỉ nhà của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh hiện do Hồng Loan đứng tên sở hữu. Sau quá trình làm việc kéo dài vài giờ, việc thẩm định hoàn thành, phía bà Hồng Nhung và Hồng Phượng mang một số đồ đạc cá nhân ra khỏi nhà số 5 đoàn thị điểm. Đối với đồ đạc còn lại, tòa án đã kiểm tra niêm phong, lập biên bản dưới sự chứng kiến của các bên, sự việc thu hút sự quan tâm của đông đảo người xung quanh. Sau khi di chuyển đồ đạc ra xe để rời khỏi nhà, Hồng Phượng xuất hiện với vẻ mặt trạng trở gây tranh cãi. Hành động này của nữ ca sĩ nhanh chóng nhận về nhiều ý kiến từ dư luận. Sau đó, Hồng Loan có buổi gặp gỡ với mọi người cho biết, thời gian qua trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin xoáy vào đời tư của cô, gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống. Con gái của nghệ sĩ Vũ Linh bật khóc, «Vẫn làm con đương nhiên phải có trách nhiệm lo cho cha, nhưng tôi chỉ biết âm thầm lo, đâu nhất thiết phải công khai» thời gian qua tôi rất áp lực và căng thẳng mỗi khi đọc được những thông tin theo giờ chưa đúng về mình sau đó hồng loan có buổi gặp gỡ với mọi người và cho biết trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin xoáy vào đời tư của cô gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống cô chủ yếu bán hàng online để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống hồng loan thẳng thắn chia sẻ để sự việc ra nông nổi như hôm nay tôi cũng buồn trước khi đưa nhau ra tòa tôi nghĩ hai chị em có thể ngồi nói chuyện với nhau về mặt tình cảm còn bây giờ đã đến mức kiện tụng và đưa nhau ra tòa thì như giọt nước tràn ly tôi không còn gì để nói với hồng phượng